Đến giờ mới lộ nhân vật đẩy ông Lưu Bình Nhưỡng vào tù. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, cổ nhân từng răn dạy, nói 9 thì phải làm 10. Nói 10 làm 9, kẻ cười, người chê. Dẫu đã làm được 9 phần, chỉ một phần không làm được như lời đã nói, đã hứa, thì cũng bị kẻ cười, người chê. Vậy mà hiện nay vẫn có một bộ phận cán bộ đảng viên không những nói và làm không nhất quán, nói không đi đôi với làm, hứa nhiều làm ít, nguy hại hơn là nói một đằng làm một nẻo, miệng rao giảng đạo đức mà tay lại nhúng chàm. Việc này đã tạo cớ cho những đối tượng phản động, chống phá, lợi dụng đặt điều, chĩa mũi dùi công kích vào đảng, nhà nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân, bức xúc dư luận xã hội. Điển hình trong đó là trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng. Thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, được các cơ quan báo chí đưa khách quan kịp thời. Tuy nhiên, các thế lực chống phá đã cố tình đánh tráo bản chất vụ án, định hướng dư luận theo hướng tiêu cực, biến một vụ án hình sự được điều tra như một vụ tấn công mang màu sắc khác. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2023, ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, được biết đến là người hay có những phát biểu tranh luận tại nghị trường, đặc biệt liên quan đến các vấn đề nóng của xã hội. Nhiều phát biểu trong đó đã bị số đối tượng chống đối lợi dụng bôi nhọ cơ quan đảng, nhà nước, trở thành chất liệu chống phá. Đặc biệt, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng từng có những phát biểu trước Quốc hội về đạo đức, công lý, và những thế lực xấu đã lợi dụng tung hô, lấy cớ xuyên tạc. Vì vậy, không ngạc nhiên khi tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, lập tức các đối tượng chống đối phản động đã lợi dụng vu cáo. Tổ chức khủng bố Việt Tân cho rằng, vì ông Lưu Bình Nhưỡng hay nói động chạm đến các vấn đề xã hội, động chạm cả đến cơ quan tiến hành tố tụng mà dẫn tới bị xử lý hình sự. Chúng còn thần thánh hóa rằng, với việc ông Nhưỡng bị bắt, dân mất chỗ dựa, mất nơi gửi đơn kêu oan. Có thể nói, đây là luận điệu kích động, xuyên tạc thường thấy của các thế lực xấu nhằm đánh tráo bản chất của vấn đề. Vụ án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã điều tra không phải là điều tra trực tiếp từ đầu đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Đây là kết quả điều tra mở rộng của vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường gọi là Cường Quất, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, ngày 17 tháng 5 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường về tội danh trên. Theo tài liệu điều tra, khi biết thông tin một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép cho khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều nhằm gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được, hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đã mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào năm 2022, Cường Quắt từng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt giam về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Quá trình bắt, khám xét đối với bị can Lưu Bình Nhưỡng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu
có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Với các tài liệu có liên quan đến vụ án thu được, việc ông Nhưỡng bị bắt, khởi tố để điều tra mở rộng vụ án, Phạm Minh Cường là đảm bảo đúng quy trình tố tụng. Tính chất, mức độ vi phạm, sự liên quan của bị can Lưu Bình Nhưỡng trong vụ án Cường Quát như thế nào, hành vi cưỡng đoạt tài sản ra sao, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ và sẽ có kết luận cụ thể. Tại cuộc họp báo mới đây, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, vụ ông Lưu Bình Nhưỡng chưa thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo xem xét. Hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện theo đúng quy trình của pháp luật, theo đúng thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Yên cho biết, đối với trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng là người có nhiều ý kiến đóng góp ở các diễn đàn. Những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng chúng ta cần ghi nhận, nhưng những vi phạm của ông Nhưỡng cũng phải xử lý nghiêm. Khi các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì phải có căn cứ. Pháp luật của chúng ta rất chặt chẽ, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự. Vì vậy, để quyết định khởi tố một vụ án, một bị can, đặc biệt là áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam là đã đầy đủ tài liệu chứng cứ. Bộ luật tố tụng hình sự quy định hết sức chặt chẽ, không một cơ quan nào có thể tự ý thực hiện. Toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, kiểm soát trực tiếp, toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn. Ông Nguyễn Văn Yên nêu rõ. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, khi người dân chưa hiểu thì có thể còn băn khoăn, nhưng hãy tin vào kết quả điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Xét trên khía cạnh tư cách, đạo đức, có thể thấy ông Lưu Bình Nhưỡng là con người nói không đi đôi với làm. Trước diễn đàn quốc hội, ông đại ngôn phát biểu lớn tiếng và thường gãi đúng chỗ ngứa những vấn đề tiêu cực, tồn tại nên được nhiều người thích, thậm chí quý trọng, tin tưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, ông lại là người có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cụ thể, ông Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để bảo kê cho Phạm Minh Cường, Cường Quắt, một đối tượng bất hảo, giang hồ cộm cán, có mối quan hệ thân thiết với ông, giúp hắn cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sai phạm của ông Nhưỡng, trong đó nguyên nhân cốt lõi là do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, lợi ích nhóm, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, nhiều người nhận định ông Nhưỡng có bản tính háo danh, hiếu thắng, thích nổi tiếng nên thường có những phát biểu thiếu khiêm tốn, thiếu cẩn trọng. Nhất là khi được đám đông tung hô, ảo tưởng mình tài giỏi, có thể thao túng tâm lý, chi phối người khác. Ông Nhưỡng đã mắc sai lầm nghiêm trọng, vướng vòng lao lý, thân bại danh liệt, khi chỉ còn ít ngày nữa là được nghỉ hưu theo chế độ. Thật đáng tiếc, ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật, từng là phó trưởng khoa của Đại học Luật, nhưng bản thân lại quá ảo tưởng, không nắm vững luật và vi phạm pháp luật. Việc một số tổ chức cá nhân thù địch, phản động, cố tình đánh cháo bản chất vụ án liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng là thủ đoạn không mới. Các đối tượng cố tình định hướng dư luận theo hướng tiêu cực, biến một vụ án hình sự được điều tra như một vụ tấn công người bảo vệ công lý. Miệt thị rằng, sống dưới chế độ độc tài cộng sản thì không có quyền cất lên tiếng nói tự do ngôn luận. Lợi dụng pháp luật để áp tội tùy tiện, trù dập những người khiến họ không hài lòng. Các đối tượng tung hô cá nhân vi phạm, miệt thị cơ quan tiến hành tố tụng để chống phá, hạ bệ, bôi nhọ hệ thống pháp luật Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền, tiến tới quy kết, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. Những luận điệu trên vốn dĩ không phải là thủ đoạn mới bởi từ trước đến nay, lợi dụng nhiều đối tượng bị bắt, các tổ chức, hội nhóm phản động như Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, các hãng truyền thông hải ngoại thù địch với Việt Nam như RFA, RFI,
VOA đã đưa ra nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, cố tình công kích đảng, nhà nước, các cơ quan chức năng. Do vậy, người dùng mạng xã hội phải thật tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, bởi mạng xã hội là miếng đất màu mỡ để các thế lực thù địch, phản cách mạng, phần tử cơ hội chính trị sử dụng thực hiện những thủ đoạn xấu chống phá đảng, nhà nước. Qua việc khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng, một lần nữa cho thấy việc xử lý vi phạm không có vùng cấm, dù đó là người có chức vụ, quyền hạn hay một người dân bình thường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ khi tiếp xúc với cử tri rằng không hay ho gì khi phải xử lý cán bộ, đồng chí của mình, nhưng vì sự tồn vong của chế độ, của đảng, đòi hỏi phải làm nghiêm, xử lý nghiêm. Đây cũng là một bài học đối với các cán bộ đảng viên có chức quyền, dù to hay nhỏ, đều phải sống và làm theo pháp luật. Mọi sai phạm đều bị xử lý nghiêm, công bằng trước pháp luật, không có ngoại lệ. Vậy trước khi bị bắt, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có những phát ngôn như thế nào? Người dân không còn niềm tin với các vị được gắn mác cán bộ công chức. Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội ngày 30 tháng 5 2019, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi: vì sao người dân thể hiện thái độ gay gắt với ông bộ trưởng này, ông quan tỉnh, ông quan huyện kia? Điều đó là do họ không còn niềm tin với các vị được gắn mác cán bộ công chức đó. Ông Nhưỡng nói tiếp: cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như là chúa rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng. Có người lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vun vén đủ thứ, từ hàm học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hầu đệ tử, sống xa hoa, thậm chí cờ bạc thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách, thì thử hỏi sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng và ủng hộ. Tiếp đó, sáng ngày 30 tháng 10 năm 2019, phát biểu trước Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng vô đạo, vô lương sẽ là nguồn gốc của tà là lòng tham, hữu là đớn hèn, thấy đúng mà không dám nói, không dám bảo vệ, thấy sai thì bao che, tìm cách diệt khẩu, thậm chí ngăn lối dư luận. Tôi không dám võ đoán, nhưng tin rằng các ông tướng tá, cán bộ bị xử lý thời gian qua chắc đều có bản kiểm điểm rất sáng. Hiện tại, có lẽ còn rất nhiều loại cán bộ còn xấu xa đang lẩn khuất trong các cơ quan đơn vị, tạo ra quốc nạn tham nhũng và tạo ra tình trạng mất lòng tin của người dân vào đảng và nhà nước, ông Nhưỡng nói. Các cán bộ công chức nào có tính xấu, lên kế hoạch tham nhũng thì phải dừng lại ngay. Cũng tại phiên thảo luận kinh tế xã hội của Quốc hội ngày 15 tháng 6 năm 2020, nói về công tác phòng chống tham nhũng, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng Việt Nam đã có nhiều bài học về phòng chống tham nhũng. Do đó, các cán bộ công chức nào có tính xấu, lên kế hoạch tham nhũng thì phải dừng lại ngay. Trong thời Covid-19 mà còn tham nhũng thì không người dân nào chấp nhận được, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh. Việc của dân thì đè ra xử, cơ quan nhà nước thì không ai chịu trách nhiệm. Thảo luận tại phiên họp Quốc hội ngày 26 tháng 10 năm 2020 về báo cáo công tác thi hành án năm 2020, Phó trưởng Ban Dân Nguyện Lưu Bình Nhưỡng cho biết có rất nhiều bản án hành chính không được các chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thi hành. Song không có bất kỳ một trường hợp nào bị xử lý khiến người dân bức xúc. Ông Nhưỡng nói và đặt vấn đề: liệu có việc cơ quan nhà nước bao che cho nhau? Việc của dân thì chúng ta cứ đè ra xử, còn cơ quan nhà nước không có ai chịu trách nhiệm cả, ông Nhưỡng so sánh. Thế mới thấy, nói được thì rất dễ, còn làm được hay không lại là một vấn đề khác. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Người Thợ Mã. Nội tôi có ba người con trai, bác trực tôi đi tập kết biệt mù cả cưỡng từ hồi năm tư. Cha tôi theo du kích được mấy tháng thì hy sinh ngay tại làng. Chỉ còn mình chú Cương, con út, nên mẹ nội coi chú như cục vàng. Chú là người giống ông nội như đúc một khuôn. Mặt sáng, trán rộng, đẹp trai, quắc thước.
Ông nội tôi là con nhà quan, nên cả làng đều kêu bằng ông ấm, rồi kêu chú bằng cậu ấm con. Nhìn mặt mũi tướng mạo chú, khỏi cần thầy tướng số cũng dám chắc sau này chú phải là quan hàng tá hàng tướng. Giữa đám trai làng, rời Lương Châu là đi sau cán cày, chú là cậu công tử bột chính hiệu. Năm học đệ nhị bên phố, có lần chú vô chụp ảnh ở cái tiệm trước cửa thượng môn. Thấy gương mặt của chú quá ăn ảnh, đẹp trai như tài tử cine. Chủ tiệm liền phóng to gần 2 thước, trưng làm mẫu trong tủ kính. Tấm chân dung lớn nhất các tiệm ảnh lúc đó. Chú trở thành người nổi tiếng. Bao tiểu thư châm anh đài cát của mấy trường nữ trung học ở xứ Đế Kinh chết mê chết mệt. Với mẫu ảnh người đẹp trai ra dáng nghệ sĩ như chú, trở thành anh chàng họa sĩ cũng lý tưởng nhất đời. Khỏi cần ông quan, ông tướng làm chi. Nhưng rớt tú tài có nghĩa là tới tuổi quân dịch, có thể bị bắt đi lính bất cứ lúc nào. Chú phải về làng chuẩn bị trốn chui, trốn nhủi như bao nhiêu thanh niên trốn quân dịch khác. Còn mình chú như thỏng mắm đầu dàn, mẹ nội tôi chạy sấp chạy ngửa, tìm cách lo cho chú cái giấy hoãn dịch mãi không xong. Cuối cùng, mẹ gửi chú vô lực lượng nghĩa quân, an phận làm anh lính quèn quanh quẩn trong làng. Vậy là số chú chẳng ứng với cái tướng quan như mọi người từng đoán. Bởi cái anh nghĩa quân tới già giỏi lắm cũng chỉ tới chức trung đội trưởng, chẳng hàm hiệu lon lá chi. Vô lính vô tráng rồi nhưng cái thói công tử bột của chú vẫn không thay đổi. Con nhà lính tính nhà quan. Tất nhiên, loại chú gọi là lính kiểng. Lương hàng tháng chánh phủ phát trung đội trưởng lãnh hết. Chú vẫn lãnh lương của mẹ cấp như hồi đi học, để thỉnh thoảng còn mời cấp trên uống la ve. Bên giường tôi, mạ chờ mình và tôi cũng thức giấc dụi mắt lắng nghe những động tĩnh. Mẹ vặn to ngọn đèn bàn thờ rồi run run bước tới mở cửa. Thằng nhóc láu lỉnh 10 tuổi trong tôi đã bừng tỉnh hẳn và hiểu ra liền, Việt cộng về. Tôi chồm hồm trên giường, mắt thao láo ra phía cửa, hồi hộp run sợ và cả háo hức. Mấy bữa trừ con nít bọn tôi vào mùa chơi bắn nhau súng tre, súng hóp. Trận đánh chiều nào cũng mải mê quyết chiến quyết thắng cho tới tối. Mạ cầm roi kêu khản giọng mới chịu về. Tôi ở phe bên T nên tất nhiên phải AK cắt củ, phải băng cong. Chiều qua lọ mọ ngồi uốn cả buổi mới cong được. Rồi ôm súng nhảy cẫng lên chạy qua khoe thằng Ngùng, giống y chóc chưa mi. Hà, thằng Ngùng nói, giống cái cục cứt. Mi trộ khẩu AK thiệt chưa? Rồi, trộ răng chứ. Tao trộ hồi chạy giặc mộ thân. Mấy chú Việt cộng cõng tao, thằng Chẽo, thằng Lác lội qua hói nẻ. Một tay chú vác AK trên vai, tao còn giờ được cái báng láng bong, hè hè. Cửa mở, một bóng mũ tai bèo mang khẩu băng cong lách vô. Tôi chố mắt vô khẩu súng hít hà. 1, 2, rồi 3, con chào mẹ. Năm nay trời rét quá mẹ nhỉ. Mẹ run run, già mời mấy em vô nhà. Chà, mấy bữa ni tiết đại hàn lạnh dữ lắm. Thằng út mạ đang đi học bị cảm lạnh, chạy về nằm run đó. Khi đó chú vừa rên vừa run dữ tợn hơn. Em nó thuốc men gì chưa mẹ? Con có sẵn cả thuốc đây. Chà, học lớp mấy rồi cậu ấm? Chú vừa hỏi vừa bước tới sờ cái đầu chùm chăn. Mẹ cũng bước tới run run kéo kéo cái mền. Dạ, em đang học đệ nhất N, sang năm thi tú tài đó. Ồ, thanh niên rồi đấy. Học xong đi giải phóng nhé, mẹ nói. Chắc là dứa rồi. Hai thằng em hắn đi tập kết, thằng theo du kích, chết ni còn hơn 3 năm rồi. Thế à mẹ? Rồi chú quay qua cầm tay mẹ. Thế này mẹ ạ, chúng con về đây trước là thăm mẹ và nhà ta. Biết nhà ta nghề làm bánh mứt Tết, sẵn đậu đỗ, đường bột các thứ. Chúng con cần mua một ít, chuẩn bị cho anh em ăn Tết mẹ ạ. Mẹ cầm tay chú, tưởng chi chơ, được được, mẹ có đủ hết. Rồi mẹ tới giường lay mạ tôi.
dậy con, dậy phụ mạ soạn sành cho mấy em đi kẻo trễ, trời sáng chử. Mạ bước ra, tôi cũng quyết định phóng xuống giường liền. Một chú giơ hai tay. Ô, thằng cu kháu nhỉ, cháu học lớp mấy rồi nào? Dạ lớp 4, mà trường ca nông bắn sập rồi. Chứ nghỉ, đi chơi bắn nhau thôi. Thế bố cháu đâu? Bố chi? À, ba ấy. Chết rồi, máy bay UTT bắn. Chết ngoài cồn đó. Chú lặng im, ôm tôi vô lòng, xoa xoa đầu. Tôi được dịp luồn tay giờ dẫm vuốt ve khẩu băng còng. Sướng tê, tay tôi vờ sờ xuống phần sau mông chú. Cái thứ tôi cần tìm, cần phát hiện còn bí mật, hấp dẫn hơn cả cái khẩu AK rất nhiều. Số là hồi cán bộ xây dựng nông thôn về đóng ở làng. Cứ chiều chiều là con nít bọn tôi tụ tập ngoài miếu xóm, ngóng cổ nghe mấy chú kể chuyện. Mấy chú này có biệt tài kể chuyện hay đáo để. Chuyện đời xưa đời nay, chuyện quỷ đánh đu, ma không đầu cho tới chuyện Việt Cộng có đuôi. Chú nói, Việt Cộng cũng là người Việt Minh, nhưng ở trên rừng, đói, ăn lá cây lâu năm nên mọc đuôi như khỉ, đuôi dài ngắn tùy theo người đi lâu hay mau. Tôi nghĩ, ba mình không biết chắc trừ đuôi cũng dài rồi. Cho nên, phải tìm cách thấy cho bằng được cái đuôi là điều tôi luôn quyết tâm theo đuổi. Cho các thứ vô ba lô xong, các chú lật đật chào cả nhà rồi nhẹ nhàng lách cửa, bước qua bóng đêm mịt mùng, lạnh căm căm. Chú Cương tung mình ngồi dậy, chắp tay lạnh như tế sao, mẹ ôm ngực. Mô Phật liên hồi. Từ hồi cán bộ xây dựng nông thôn về, chú Cương bỗng nảy ra ý định trả súng nghĩa quân, đâm đơn nhảy qua lực lượng cán bộ xây dựng. Từ ngày có chú Cương gia nhập cán bộ xây dựng, bọn tôi cứ tò tò theo mấy chú tối ngày, coi vẽ khẩu hiệu. Chữ của mấy chú viết đẹp gấp mấy lần thầy cô bọn tôi. Cứ đi khắp làng, thấy vách đình, vách miếu, vách chợ, vách nhà, chỗ nào trống là mấy chú viết. Hỡi các anh em cán binh cộng sản, hãy buông súng trở về với chính nghĩa quốc gia, rồi chiêu hồi là sinh lộ, là con đường ngắn nhất để đi đến hòa bình. Rồi theo chi Việt Cộng trên ngàn, về đây xây dựng xóm làng anh ơi. Chú cứ viết ra chữ nào là tụi nhỏ đánh vần giáp chữ nấy. Nên có đứa đi học mới biết mặt chữ cái, lâu ngày trường sầm nghỉ học vẫn biết đánh vần làu làu. Buổi sáng đó, gần cuối tháng chạp, trời bắt đầu lập xuân nắng ráo. Tôi đang phụ với mẹ lui cui nhồi đất sét nặn ông táo ngoài sân cho kịp phơi. Bụng nôn nao ngày Tết tới gần. Bỗng dưng cái loa truyền thanh ngoài đường làng oang oang phát chương trình tin tức buổi sáng. Tôi dòng tai nghe tiếng được tiếng mất. Mời các bạn trình tiếp vận thời sự Đài Phát thanh Sài Gòn. Hôm qua, ngày, tháng, một quân Trung Cộng ngang nhiên dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. Tiếp theo là một khúc nhạc vang lên. Hoàng Sa đây đất của ta, Hoàng Sa đây đất của ta, bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm qua. Giọng bè thanh ngân vang xóm làng giữa sớm mai yên ắng. Tôi nắn xong ba ông táo con, rồi chạy qua câu cổ thằng Ngùng chạy vô sân đình làng. Rất nhiều chú áo đen đang lang sang tất bật. Bên cạnh đó là cái radio Philips loại to đang phát ra giả phát tin chiến sự Hoàng Sa. Cứ một lúc lại vang lên khúc hát Hoàng Sa đây đất của ta. Chú Cương với hai chú nữa đang vung cọ vẽ ào ào trên một tấm bảng to cỡ 4-5 tấm bảng đen trong trường học. Nét cọ vung tới đâu, hình ảnh hiện ra tới đó. Chiếc tàu vươn cao mũi trước biển, mấy chú hải quân ôm súng. Mấy thằng tôi cứ đứng suýt xoa vỗ tay. Rồi một hàng chữ theo bàn tay chú hiện đỏ rực trên nền màu trời màu biển. Hoàng Sa là đất của tổ tiên ta. Rồi hàng loạt băng rôn khẩu hiệu từ bàn tay mấy chú ra đời, tức tốc được răng khắp làng. Lại cũng lũ nhóc bọn tôi chạy đi học thuộc lòng trước hết. Đồng bào ta cương quyết chống quân xâm lăng. Một chiếc cổng bằng thân cây cau được làm ngay lối vào làng, treo hai hàng mệt tròn có hai câu: thiêng liêng mảnh đất Hoàng Sa,
từ xa xưa máu cha ông ta giữ gìn. Xế chiều đó, mẹ sai tôi ra hàng mã của ông Lư Còm, lấy cho mẹ bộ đồ giấy cúng ông Táo. Mẹ đặt trước mấy ngày rồi. Ra tới nơi, tôi bắt gặp chú Cương đang ngồi trên bộ ngựa của ông Lư Còm thợ đồ giấy. Chú đang loay hoay dán một ông người nộm. Số là lúc trưa, chú ra ông Lư Còm hỏi đặt làm gấp một ông nộm theo hình thức chú tả, để kịp sáng mai chú đem qua phố đốt trong buổi meeting chi đó. Ông nói Tết Nhất sát bên rồi, bà con đặt đồ cúng nhiều quá không làm kịp. Giữa là sẵn có hoa tay, có tài vẽ, đồ lề có sẵn. Chú nhảy vô mẩn luôn, chắc chắn là đẹp hơn ông thợ già Còm. Tôi trố mắt, chú mẩn chi rứa? Mẩn ông ọ. Đem đồ về cho mẹ đi, rồi ra coi nhé. Tôi xách bộ đồ giấy chạy ù về và không quên chạy qua kéo theo cả thằng Ngùng. Ra tới, thấy chú đang cầm bút lông vẽ cái mặt ông nộm được đúc sẵn bằng đất. Chú vẽ tóc chảy chuốt ra sau, bay vầng trán rộng, gương mặt bầu tròn, mặc quần áo giấy màu lá cây sậm, cổ bâu gài kín, mang giày đen. Nhìn gương mặt ông ọ chú vừa vẽ, tôi thấy rông giống cây ông chủ tiệm mì Hoành Thánh bên Gia Hồi, mỗi lần mạ dắt qua phố ghé bộ ăn. Ông ưa bẹo má tôi, nói xí lằng sắng, lấu xấu sực phàn, chi chi đó, rồi lần nào cũng cho tôi cái bánh giò chéo quẩy. Mấy ngày cận Tết, rồi kéo tới sau Tết, cứ vài ba ngày, chú ra ông thợ lư lui cui làm một ông ọ, trả tiền rồi quấn lại trong tấm ni lông. Chú rủ chú Hào bạn chú chờ rông qua phố tối mịt mới về. Buổi tối, tôi ngồi hóng nghe hai chú sôi nổi kể. Đám bạn bè sinh viên của chú bên phố mỗi ngày tổ chức meeting một nơi. Những hôm đầu trong trường Đại học Văn khoa, Luật khoa, rồi dần ra các đường phố, rầm rộ lắm. Chú kể, lần diễu hành trước bến Long Thuyền, chú đang cầm ông nộm. Bỗng có một cô giáo với mấy nữ sinh chỉ trò trò ngay chú. Hình như họ nhận ra đúng là cái anh chàng người mẫu trong tiệm ảnh trước cửa Thượng Môn. Vậy là họ vẫy nhau cả nhóm, rồi cả đoàn nữ sinh nhập vô đoàn diễu hành. Mấy cô vung tay đà đào, nhưng mắt nhìn chăm chăm mặt chú, cười duyên hớn hở. Rồi cả quân nhân, mấy anh nhảy dù, thủy quân lục chiến về phép đang dạo phố. Thấy đoàn nữ sinh, sinh viên đẹp như mơ cũng dập dập nhập vô. Đoàn vô trong thành, mấy người lớn tuổi đang đánh cầu lông cũng cắp vợt xuống đường. Vui nhất là lúc ngang chợ Đông Phố, có mẹ vừa bán hết gánh bún bò, dẹp nồi niêu vô gốc me, vác đòn gánh te te chạy theo đà đào, đà đào. Tội nghiệp mẹ bán kệ nước chè. Mẹ tập trung mấy đứa chạy bán nước chè rau, pha cho đầy ấm rồi xua tay kêu chạy theo. Mẹ nói ai khát, rót cho họ uống đừng lấy tiền, nói của mẹ cho nhé. Có hôm, chú vừa dựng ông nộm lên cái bục cao chuẩn bị châm lửa. Một nhóm thanh niên quá khích, cầm củi bắp, cam thối, ném tới tấp vô ông nộm. Cảnh sát và quân cảnh phải thổi còi rét rét, nhảy vô giàn xếp. Họ nói biểu tình phản đối xâm lược là đúng, nhưng không được có hành vi manh động, cho dù với một hình nộm. Mấy anh cảnh sát nhìn gương mặt, tướng mạo chú ra vẻ nể nang. Đoán chắc là trưởng các nhóm biểu tình thuộc hạng quan quyền nên không dám khó dễ gì. Có hôm thấy chú cầm ông nộm bị khuất trong đoàn người đông nghịt. Một anh xích lô chạy theo kêu chú leo lên, đặt ông nộm đứng trước, rong đi, tiếng vỗ tay dần dần. Lần đó ngồi trên xích lô, chú bỗng thoáng thấy một gương mặt quen quen, hình như là thằng Sum, thằng Lê Hồng Sum học chung khối với chú, năm đệ nhị thì phải. Dân dưới hương thủy, chú nhớ hình như cuối năm đó, nó bỏ học, nghe nói theo Việt Cộng rồi mà, lạ thật. Sau đợt đó, nhìn chú thay đổi hẳn, gương mặt chú sạm nắng, nhìn rắn giỏi phong trần hơn. Chú siết tay chú Hảo, giọng quả quyết. Nếu cần, mai mốt tàu đâm đơn đi hải quân, mi dám chơi không? Chú Hảo cười, nói, thôi đi ông thỏ đế. Và cũng từ đó, không thấy mấy chú viết khẩu hiệu về Việt Cộng, Việt Cung chi nữa. Cho tới chừng một năm sau đó, ngày giải phóng sắp tiến vô,
các thứ lính chủ lực đều bỏ chạy vắt cẳng. Súng ống vứt dọc đường từng đống như củi. Còn thành phần nghĩa quân với cán bộ xây dựng như chú, đa số lột áo, tháo súng, lặng lẽ trở lại quốc cày. Mấy ngày đó, mẹ tôi cứ đi ra đi vô, nhìn cái chán hói, cái tướng quan của chú, rồi lắc đầu thở dài ái ngại. Mời mốt mấy ông vô, dòm bộ dạng con không ai tin là thằng lính chay, lính làng cả. Mẹ cứ nghĩ quẩn tới chuyện không lành. Rốt cuộc, mẹ dúi cho chú cả cục tiền, vàng, dặn dò ba câu rồi khoác tay, hối thúc chú phải đi cho mau. Thời điểm cận kề, đường bộ bị cắt đứt từ đèo Hải Vân. Chú chạy về cửa Thuận, chẳng còn tàu bè nào trong bờ. Mấy chiếc tàu lớn của hải quân đang tít ở ngoài khơi. Một tốp lính dằn di bị bỏ rơi, đang quăng hết súng ống, đang điên cuồng gào thét. Thấy bộ dạng của chú, mấy cặp mắt vằn lên đỏ ngầu nhìn chú lăm lăm. Đa số nói giọng nam: đủ má, lính tráng đâu hết, tính truyền một mình sao? Trung úy, trung úy lột bông mai quăng đâu rồi? Muốn tụi em xẻo tay mổ bụng moi lá gan trung úy coi to nhỏ không? Đẹp trai như trung úy chết là uổng lắm nghe. Chú như hươu non xa hàng cọp, run run quỳ xuống lại chối hết, rồi móc cái giấy nghĩa quân, dạ dạ, trình hai tay. Tụi hắn gầm ghè rồi đá cho chú mấy bốt đờ xô. Thụi mấy thụi bỏ đi. Chú chạy qua làng biển, xòe tiền vàng ra, đòi thuê ghe gọ đưa ra tàu bằng mọi giá. Bà con nhìn chú chắp tay: dạ thưa đại úy, trừ đại úy có cho vàng đống tụi con cũng chịu, không dám chở sĩ quan, lính dù, thủy quân lục chiến, hắn bắn chìm liền. Ngày qua bị mấy chiếc rồi, ớn lắm, khiếp lắm. Cùng đường, chú xin tá túc qua buổi, nhưng bà con cứ đưa qua đẩy lại, chẳng nhà ai dám chứa chấp chú cả. Sáng ngày hôm sau, có dấu hiệu của quân giải phóng tiến tới. Khi tiếng loa phóng thanh phát lời kêu gọi, chú cùng với số lính tráng bị kẹt lại lật đật lột hết quần áo, còn độc tà lòn. Tất cả dong hai tay lên trời, đi thành hàng một ra giữa bãi cát. Anh giải phóng trẻ măng, mang băng đỏ, khoác AK đứng trình bày về chủ trương khoan hồng của cách mạng. Lát sau, anh tiếp: vậy trong các anh, ai là sĩ quan hoặc có cấp bậc đề nghị tự giác đứng qua một hàng riêng? Ai nấy nhìn nhau, không ai nhúc nhích. Anh đi từ đầu tới cuối hàng lính, nhìn ngay mặt chú: anh mà đi lính à? Các anh không qua mắt được chúng tôi đâu. Vậy là chú được tiếp nhận theo chế độ sĩ quan. Làng nô nức những ngày đoàn viên, bác trực tôi cũng từ ngoài Bắc lù lù về. Mẹ tôi vui mừng khôn xiết, nhưng trong bụng thì như lửa đốt, bởi chưa có tin tức gì về chú Cương. Khi mẹ kể về chú, thấy bác gục gặc, nhưng gương mặt ra vẻ ngờ ngợ, không tin cho lắm. Bác chỉ ở làng được 2 hôm, thăm hỏi bà con họ hàng làng xóm cho xong. Bác lật đật xin phép lên đường vì còn bận công tác. Bác không nói gì về chức vụ của mình, nhưng nhìn bác, đoán chắc phải cỡ cấp tá là chót. Tôi chạy khoe liền với tụi bạn trong xóm: ê, bác tao, đại tá cách mạng, he he. Cả xóm cả làng cũng tin chắc thế, bởi nhà tôi dòng dõi nhà quan mà. Mấy bữa sau, bác lại về bằng xe dép Liên Xô, đi cùng mấy ông cốp nữa. Tụi con nít xúm chật đường xóm. Bác xoa đầu tôi giới thiệu với mấy đồng chí của bác: con của thằng em ruột kế mình, bố nó hy sinh trong này. Lát nữa theo bác đưa qua phố chơi nhé. Mẹ tôi hôm đó thì vui thiệt vui. Mẹ cứ đi lui đi tới, ấp úng muốn nói gì đó với bác, nhưng thấy không tiện. Số là mẹ vừa nghe tin chú Cương, chú vẫn bình yên vô sự, đang kẹt ở một trại cải tạo sĩ quan, chờ xác nhận, nay mai sẽ về. Tôi ngồi lên xe, mũi phồng như trái đào, tụi con nít chạy theo la dậy xóm. Trên đường qua phố, xe ghé mấy nơi nữa, bác luôn miệng giới thiệu với quan khách: thằng cháu gọi bằng bác, còn thằng em liệt sĩ. Lúc xe chạy ngang qua cửa Thượng Môn, tôi bỗng kêu: bác ơi, chú Cương về đó bác. Bác giật nảy mình cho xe dừng lại, nhìn theo tay tôi, mắt bác sáng quắc, cứ tưởng là thấy chú Cương thiệt,
Bác Mường Quýnh, đâu, thằng Cương đâu? Lúc này tiệm ảnh đã chuyển qua mua bán gì đó, biển hiệu tiệm cũng không còn nữa, nhưng cái tủ kính có tấm ảnh chú vẫn hoành tráng ngay giữa nhà. Bác nhận ra ngay bởi người trong ảnh giống bác y như đúc, chỉ có là trẻ hơn. Cả mấy bác đồng chí trong xe đều ngoái ra. Em ruột của đồng chí đấy à? Ảnh to thế, phải cấp trung ương trong này đấy nhỉ? Nét mặt bác nghiêm lại vẻ giận dữ, môi mím chặt. Đi thôi. Sau đó bác lại trở ra Bắc công tác. Cho tới ngày chú được trả về, anh em vẫn chưa gặp mặt nhau. Thời gian sau, chú được đưa vô làm thông tin văn hóa xã. Bởi có hai người anh ruột là liệt sĩ với cán bộ tập kết. Với lại, cái nghề cờ đèn kèn trống, băng rôn biểu ngữ là môn ruột của chú mà. Và lại lúc rảnh, chú vẫn thường xuyên ra ngồi chỗ hàng mã, phụ ông thợ lư còm, vẽ vời cắt dán. Hình như chú có duyên với nghề này. Sau thời kỳ đổi mới, gia đình chú chuyển qua sống bên phố Gia Hồi và mở luôn cái nghề thợ mã. Đời sống ngày càng sung túc thì cái nghề của chú càng thịnh đạt. Vừa rồi tôi có dịp về quê, bên nội trừ ruột già còn mình chú nên tôi phải ghé thăm trước. Chú ngồi khuất sau hàng đồ mã, cái đầu hói tới quá đỉnh, tóc xoăn dài lơ thơ. Càng có tuổi trông chú càng đẹp và giống một số gương mặt nghệ sĩ thứ thiệt. Có nét của nhạc sĩ họ Trịnh, rồi hao hao ca sĩ Duy và phảng phất chân dung của cụ Nguyễn Nhà Văn. Nước mắt tôi trực trào ra, tôi định giả vờ người đi mua hàng nhưng không nén được. Tôi nhào vô ôm chú một lúc lâu, chú mới nhận ra thằng cháu ruột. Ngày dịp rằm tháng 7, xứ tôi cả phố, cả phường nhìn đâu cũng thấy bày hàng mã. Cái hàng của chú cũng đỏ rực, xanh vàng hàng trăm thứ. Tôi nhìn một dãy cả chục ông nộm mặc áo đủ màu, rồi nhìn vào phía trong, thấy cả đống hình nhân đan bằng tre. Rồi những khuôn mặt bằng đất màu hồng sắp sẵn từng chồng. Chợt nhớ lại chuyện cũ, tôi cười cười. Năm nay kỷ niệm đúng 40 năm vụ Hoàng Sa đó chú. Sẵn đây rằng chú không mần một mớ ông ọ đem đi đốt chơi cho vui hả chú? Chú ngớ người một lúc, rồi vỗ trán vỗ đùi. Ui cha, mi cũng còn nhớ chuyện đó nữa à? Rồi chú cười nheo mắt, tay chú chỉ nháy nháy qua cái tiệm mì Hoành Thánh đối diện ngay trước cửa. À, hình như cái tiệm lúc nhỏ mà dắt tôi vô ăn thì phải. Một anh mắt hí, mặt thịt từng múi, anh đứng khoe cái bụng nước lèo, hai tay đang múa điệu nghệ trước cái chảo mì xào to tướng. Chú nâng ly bia cùng với thằng cháu cái cốp, cười khà khà. Rồi chú cười mỉm, gục gật như đắc ý điều gì đó. Buổi sáng hôm đó, dưới chân cầu Tràng Bạc, dãy thuyền rồng hàng trăm chiếc dày đặc được trang trí cờ hoa sặc sỡ. Du khách thập phương nô nức chuẩn bị chảy hội điện Hòn Bát. Từng tháp vàng mã lấp lánh, được kết tủa tinh xảo, cùng trăm thứ lễ vật đặt trên thuyền chuẩn bị tiến dâng Thánh Mẫu. Dòng sông lúc này vẫn còn bàng bạc trong sương. Bỗng từ phía Gia Hồi xuất hiện một chiếc tháp vàng mã to đùng như cái nhà nổi, cao lừng lững trên mặt nước, đang trồi ngược lên. Lễ hội này thiên hạ đua nhau hóa vàng trên sông. Có nhà giàu đốt cả tấn giấy là chuyện thường. Chắc đại gia nào đó muốn làm nổi, làm cho to rồi xả rác đầy sông hay hò chi chứ. Bà con phía chợ Đông Phố nghĩ vậy. Dãy công viên ở phía bờ Nam, từng tốp công chức, sinh viên và cũng không ít du khách trong nước, ngoài nước đang thể dục buổi sáng. Sương mù tan dần, người ta thấy chiếc tháp nổi do một chiếc xuồng máy rong đi, đang từ từ qua phía bờ Nam. Vài ba trung niên quần sóc trắng ngừng động tác bước xuống sát bờ. Ô, a! Một cái tháp màu đỏ xen trắng như tháp đài truyền hình, bốn chân đế màu đỏ tươi và bốn phía được gắn các chữ số nổi màu vàng 981. Mấy con số mà tại thời điểm này trên giải đất chữ S này, từ ông tướng tới anh bán kẹo kéo đều có chung thái độ như nhau. Cái chi rứa? Gì vậy? Đoàn làm phim à? Những câu hỏi ngạc nhiên cất lên bởi mọi người thấy trên cái xuồng máy loại nhỏ gần đó có hai người, một thanh niên và một đạo diễn đầu hói.
người thanh niên trước mũi xuồng cầm cây đuốc châm lửa giơ cao. Chiếc xuồng nổ máy xé nước lao tới giàn tháp. Hàng trăm người lao xuống mép nước hồi hộp theo dõi. Khi cách giàn tháp hàng mã chừng 10 mét, người thanh niên vươn người về sau lấy đà và vung tay. Ngọn đuốc như một mũi tên lửa lao vút lên không trung, vẽ một đường cầu vồng sáng rực, rồi lao phập vào giàn tháp. Một cột lửa bừng vụt lên cao. Bùm! Tiếng nổ đã xé tan giàn tháp thành những mảnh vụn tung lên cao, rồi lả tả rơi xuống mặt nước. Hình như lúc thiết kế, ông đạo diễn đầu hói đã cho đặt dưới chân tháp một năng lượng gì đó, nên nó mới nổ dữ như vậy. Tiếng hò reo trên bờ rộ lên tưng bừng. Hai chiếc cano từ trạm cảnh sát đường sông dưới chân cầu Tràng Bạc vội vã lao ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.